Kính chào quý vị, chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều Chủ nhật. Hy vọng quý vị đang trải qua những thời khắc vui vẻ, thoải mái bên người thân. Và ngay sau đây, 60 giây sẽ mang đến cho quý vị những thông tin được quan tâm trong ngày, diễn ra trong nước và thế giới. Các trường ở thành phố Hồ Chí Minh vừa thi học kỳ vừa giãn cách chống dịch. Sẽ xử lý hàng trăm xe máy vô chủ ở bãi xe, hai bến xe miền Đông và miền Tây. Hai đối tượng và số lượng khủng ma túy bị bắt giữ tại thành phố Vinh. Xuất hiện chủng virus mới, nước Anh tái phong tỏa, kế hoạch đón lễ của người dân bị đảo lộn. Thưa quý vị, trong thời điểm này, các trường học tại thành phố Hồ Chí Minh đang bắt đầu tiến hành kỳ đợt kiểm tra học kỳ 1. Các trường đã đưa ra nhiều phương án tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá với mục tiêu đảm bảo an toàn cho các học sinh khi mà tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, quận 1 chỉ kiểm tra 3 trên 8 môn theo hình thức tập trung theo lịch của Phòng Giáo dục Đào tạo. Các môn còn lại sẽ tổ chức kiểm tra theo tình hình thực tế. Nội dung kiểm tra cũng được chủ động, trường có thể sắp xếp được cái thời lượng của cái bài học một cách phù hợp nhất. Giảm về cái áp lực cho học sinh thì mình cũng chia các môn thành các cái đợt thi tại lớp để cho các em có chuẩn bị thi cử nó tốt hơn. Ngoài ra, một số trường còn bố trí lệch giờ, lệch buổi thi giữa các khối lớp để đảm bảo giãn cách. Chuẩn bị cho cái phòng thi được an toàn, trường chúng tôi cũng bố trí cho các chị phục vụ lau dọn bằng nước sát khuẩn, cũng vệ sinh phòng ốc sau khi các em thi xong. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu hiệu trưởng các trường ra soát, điều chỉnh kế hoạch kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 1 phù hợp với tình hình dịch bệnh ở địa phương, không tạo áp lực và quá tải cho các em học sinh. Sáng nay, chung kết cuộc thi sáng tạo phần mềm ứng dụng cho sinh viên năm 2020 đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ hơn 150 sản phẩm, ban tổ chức đã chọn ra 14 sản phẩm xuất sắc có tính ứng dụng cao để cạnh tranh ở vòng chung kết. Cuộc thi đã thu hút sinh viên đến từ các trường đại học trên cả nước và cả người Việt Nam đang sinh sống học tập ở nước ngoài. Hệ thống kiểm tra thân nhiệt và nhận diện khẩu trang bằng camera, S4Life, hệ thống ứng dụng hiến máu cứu người, ứng dụng hỗ trợ du lịch mua sắm. Tham dự vòng chung kết là nhiều mô hình sản phẩm độc đáo, phục vụ cho việc học tập, sinh hoạt, giải trí và phát triển các kỹ năng của sinh viên. Không có ngôi vị quán quân, giải nhì thuộc về nhóm sinh viên của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với ứng dụng Machine Learning xây dựng công cụ tra cứu mã nguồn giúp giảm thời gian truy vấn mã nguồn các trang web xuống dưới 1 giây. Việc phát triển nhanh của công nghệ thì đòi hỏi các cái sản phẩm công nghệ này nó sẽ là những cái công cụ hỗ trợ tốt nhất cho các bạn sinh viên của mình, và đó là cái mục đích mà cái cuộc thi muốn hướng tới. Cuộc thi này rất là ý nghĩa, có thể giúp mình học hỏi thêm nhiều kiến thức mới từ các bạn, từ các nhóm thi khác. Đây không chỉ là sân chơi nghiên cứu khoa học bổ ích cho học sinh sinh viên mà tạo nên những sản phẩm hỗ trợ cho hoạt động của con người, góp phần phát huy trí tuệ, ứng dụng công nghệ vào đời sống thực tiễn. Hàng trăm chiếc xe máy gửi trong bãi xe của bến xe miền Đông và bến xe miền Tây ở thành phố Hồ Chí Minh đã lâu không ai đến nhận. Số lượng xe vô chủ tăng lên hàng năm, chiếm nhiều diện tích và gây khó khăn cho hai đơn vị này. Hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp để tìm hướng xử lý. Tại bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh, hơn 200 xe máy từ xe cũ nát đến xe tay ga đắt tiền nằm ngoài trời, trong đó nhiều chiếc đã rỉ sét. Đại diện bến xe đã có văn bản gửi công an phường 26 và công an quận Bình Thạnh để hỗ trợ việc ghi lại số khung số máy nhằm xác minh. Sau thời gian thông báo nếu chủ không đến nhận thì bến xe mới tiến hành thủ tục thanh lý. Ngày mai 21 tháng 12, bến xe sẽ có cuộc họp với công an để giải quyết dứt điểm tình trạng này. Tình trạng cũng diễn ra tương tự ở bến xe miền Tây. Trong bãi giữ có hàng trăm chiếc xe vô chủ xếp chồng lên nhau. Thời gian tới công an quận Bình Tân sẽ tiến hành ghi lại số khung số máy của từng xe, xác minh nguồn gốc phương tiện. Theo luật quy định, sau 3 lần bến xe thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng mà chủ phương tiện vẫn không tới nhận, thì thông tin sẽ tiếp tục được chính quyền và công an địa phương tiếp tục thông báo cho chủ sở hữu. Sau 1 năm, nếu vẫn không có ai tới nhận, các phương tiện này sẽ thuộc sở hữu của bến xe. Không khí của mùa lễ hội cuối năm đang tràn ngập khắp nơi. Nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh đã được trang hoàng với đèn màu và những công trình trang trí rực rỡ. Những ngày này, tại con đường Hải Thượng Lãng Ông ở quận 5, nơi được mệnh danh là chợ bán đồ Giáng sinh lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, thì không khí mua sắm lại càng nhộn nhịp. Trong những ngày cuối tuần, người dân tranh thủ đi mua đồ trang trí cây thông, nhà cửa để đón mừng lễ hội cuối năm. Khu bán đồ Noel ở đường Hải Thượng Lãng Ông vì thế nhộn nhịp cả ngày. Vợ chồng tôi lựa cái đầu tiên là cây thông,
Khu chợ họp liên tục từ sáng cho đến tối với hàng chục cửa hàng trải dài gần 1 km. Các mặt hàng được bày bán tại đây rất đa dạng và phong phú. Mẫu mã thì giống như kiểu mà mấy cái mặt hàng mà combo á, combo đầy đủ loại với lại mấy cái châu. Tất cả dao động thì không có cũng bằng năm ngoái à. Đa phần là hàng Việt Nam sản xuất. Cái này Nam ưa chắc ưa chuộng hàng Việt hơn. Ghi nhận cho thấy cả tiểu thương và khách hàng đều rất có ý thức trong việc phòng chống dịch bệnh. Ra đường thì mặc khẩu trang, còn trước khi về nhà thì em rửa tay, em cũng tránh ít tiếp xúc với những người khác. Do dịch bệnh, nhiều gia đình đã chọn không đi chơi xa. Cùng nhau trang hoàng nhà cửa, thưởng thức bữa ăn sum vầy, cũng là cách thức phù hợp đón mùa Giáng sinh an lành đang đến gần. Mỗi năm cứ vào cuối tháng 12 thì rừng phong tại ngôi chùa cổ Thanh Mai ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương lại khoác lên mình sắc màu rực rỡ. Du khách đổ về đây để viếng Phật và ngắm nhìn rừng phong lá đỏ tuyệt đẹp. Du khách sẽ được đắm chìm trong không gian thanh tịnh, hàng trăm cây phong lớn nhỏ tỏa bóng khắp sân chùa cổ. Đây là rừng phong tự nhiên, có cây cao đến vài chục mét. Phong lá đỏ là thực vật dùng khí hậu ôn đới. Vì thế, chỉ khi vào mùa lạnh, người dân mới có thể ngắm nhìn sắc đỏ của loại cây này. Tầm cuối tháng 11 âm và đến tháng 12 thì bắt đầu lá phong bắt đầu là đỏ. Du khách thường tầm này sẽ đến tham quan chụp ảnh. Lá phong ở đây không trổ đỏ đồng loạt mà chuyển màu lác đác, tạo nên dùng màu sắc pha trộn xanh vàng cam đỏ rất đẹp mắt. Nơi đây đang trở thành điểm du lịch yêu thích của giới trẻ. Mảng quốc tế hôm nay có gì? Tổng thống Chile bị phạt 3.500 đô la vì không đeo khẩu trang. Khu phố Giáng sinh nổi tiếng của New York trang hoàng rực rỡ, động viên mọi người trong mùa lễ u ám năm nay. Kính thưa quý vị, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã thông báo về hàng loạt biện pháp giới hạn xã hội mới sau khi xuất hiện một chủng mới của virus SARS-CoV-2. Ngay sau đó, chính phủ Hà Lan cũng quyết định dừng tiếp nhận các chuyến bay chở khách từ Anh cho đến ngày 1 tháng 1 để hạn chế lây lan. Với những diễn biến này, thì toàn bộ kế hoạch đón mùa lễ hội cuối năm của người dân Anh sẽ phải thay đổi. Quy định mới sẽ ảnh hưởng đến 1/3 dân số nước Anh. Cụ thể, người dân phải ở nhà, chỉ được ra ngoài trong trường hợp thật cần thiết. Các cửa hàng bán lẻ hàng hóa không thiết yếu, giải trí cũng buộc phải đóng cửa. Ngay sau khi thông báo được đưa ra, người dân Anh đã đổ ra đường mua sắm. Tại trung tâm mua sắm Westfield ở phía Tây London, số lượng khách hàng tăng đột biến. Nhiều người không tuân thủ các khuyến cáo y tế như đeo khẩu trang hay không tụ tập nơi đông người. Nước Anh đang đối mặt với một chủng mới của virus gây nên dịch bệnh COVID-19, có khả năng lây nhiễm lên đến 70% so với chủng gốc và đang lây lan nhanh ra cộng đồng. Đây là nguyên nhân khiến số ca nhiễm mới tại Anh tăng chóng mặt trong 2 tuần qua. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy chủng virus mới này có ảnh hưởng như thế nào đến loại vaccine mà Anh đã triển khai tiêm từ ngày 8 tháng 12. Thái Lan vừa thông báo phát hiện 516 ca mắc COVID-19 trong một thị trấn đánh cá ở tỉnh Samutsakhon. Hầu hết các ca nhiễm mới nằm trong số lao động nhập cư, với 90% ca có triệu chứng. Trước đó, ngày 17 tháng 12, Thái Lan công bố trường hợp lây nhiễm cộng đồng là một phụ nữ bán tôm tại chợ đầu mối ở Samutsakhon. Nguồn lây nhiễm chưa được xác định. Hiện tỉnh này gần như bị phong tỏa toàn bộ, kéo dài đến ngày 3 tháng 1 năm 2021. Việc xét nghiệm cho người dân đang được tiến hành khẩn trương. Nhật Bản đang đối mặt với một đợt dịch cúm gia cầm hiện đã lây lan khắp 12 tỉnh. Thực tế này khiến Nhật Bản có nguy cơ xảy ra dịch bệnh kép vừa COVID-19 vừa cúm gia cầm. Hôm qua, có thêm 2 tỉnh Tokushima và Miyazaki phát hiện ca nhiễm cúm gia cầm, buộc nhà chức trách phải tiêu hủy hàng ngàn con gà. Ca nhiễm cúm đầu tiên được phát hiện tại tỉnh Kagawa vào đầu tháng 11, sau đó lan nhanh ra nhiều nơi. Hôm nay, 20 tháng 12, thành phố Sydney, bang New South Wales, Australia đã tái áp đặt các biện pháp hạn chế sau khi số ca nhiễm liên quan đến ổ dịch tại các khu bờ biển phía Bắc tiếp tục tăng. Các cuộc tụ tập đông người bị hạn chế, tụ họp trong gia đình ở mức 10 người, mọi người phải tuân thủ giãn cách. Cảnh sát sẽ tăng cường hiện diện để bảo đảm người dân tuân thủ quy định. Mới đây, Tổng thống Chile Sebastián Piñera vừa bị xử phạt vì không đeo khẩu trang. Ông trở thành một trong những nguyên thủ đầu tiên trên thế giới bị phạt vì vi phạm quy định y tế về phòng dịch COVID-19. Tổng thống Chile Piñera bị xử phạt 3.500 đô la Mỹ tương đương với gần 75 triệu đồng vì chụp hình với một phụ nữ mà không đeo khẩu trang.
Trước đó, Tổng thống Chile đã phải lên tiếng xin lỗi và thừa nhận lẽ ra ông phải đeo khẩu trang khi người phụ nữ này tiếp cận và xin chụp hình chung tại một bãi biển thuộc thị trấn Cachagua, nơi ông sinh sống. Đeo khẩu trang là quy định bắt buộc tại Chile. Việc vi phạm quy định về đeo khẩu trang sẽ bị phạt và có thể bị bắt giam. Sáng nay 20 tháng 12 đã xảy ra một vụ tấn công bằng xe hơi chứa bom ở Afghanistan, khiến hàng chục người thương vong. Vụ tấn công bằng bom đã làm chấn động cả một vùng của thủ đô Kabul. Sự việc khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Trong số những người bị thương, có một thành viên quốc hội nước này là ông Khan Mohammad Wada. Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Bạo lực tại Afghanistan tiếp tục gia tăng kể cả khi chính quyền nước này và phe Taliban gặp mặt để ký kết hiệp định hòa bình, chấm dứt chiến tranh kéo dài hàng thập kỷ qua tại Afghanistan. Ngày hôm qua, 5 quả rocket đã bắn trúng vào một căn cứ quân sự Mỹ nằm tại tỉnh Pakwan. Tập đoàn SpaceX vừa thông báo đã thực hiện thành công sứ mệnh không gian cuối cùng trong năm 2020. Cụ thể, SpaceX đã đưa thành công một vệ tinh trinh sát vào quỹ đạo trên tên lửa Falcon 9 tái sử dụng. Đây là sứ mệnh an ninh quốc gia Mỹ được SpaceX thực hiện cùng với văn phòng trinh sát quốc gia Mỹ sau khi trì hoãn một lần vào ngày 17 tháng 12 do kết quả đo áp suất không đều. SpaceX đã không tiết lộ vị trí của vệ tinh và chỉ công bố rằng nó đã được thực hiện thành công. Vệ tinh gián điệp hay còn gọi là vệ tinh trinh sát, vệ tinh tình báo là thiết bị giám sát hoặc truyền thông để triển khai các vấn đề quân sự và tình báo. Từ năm 1955, Mỹ đã chính thức đặt hàng phát triển công nghệ này để giám sát các khu vực mà nước này cho là có khả năng gây chiến với Mỹ. Hôm qua, một nhà hàng tại Singapore đã đưa thịt gà nuôi cấy trong phòng thí nghiệm vào thực đơn phục vụ khách hàng. Như vậy, Singapore đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép bán sản phẩm được coi là thịt mà không phải từ động vật bị giết mổ. Sản phẩm thịt gà nuôi cấy trong phòng thí nghiệm do công ty khởi nghiệp Itchus của Mỹ sản xuất. Sản phẩm được tạo ra bằng cách nuôi cấy các tế bào cơ của động vật trong một môi trường được kiểm soát. Các chất dinh dưỡng không được tế bào tổng hợp như sắt, vitamin B12 sẽ được bổ sung trong quá trình chế biến để tạo ra các sản phẩm có giá trị dinh dưỡng tương đương như thịt động vật. Các nhà sản xuất kỳ vọng việc thương mại hóa sản phẩm này sẽ giúp ngăn chặn nạn phá rừng gây tổn hại tới môi trường sống của các loài động vật. Hiện trên thế giới có hơn 20 công ty đang thử nghiệm phát triển các loại sản phẩm thịt gà, thịt bò, cá được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Mỗi dịp Giáng sinh về, người dân khắp nơi lại đổ đến Diger Heights, Brooklyn, nơi được xem như trung tâm Giáng sinh của thành phố New York. Năm nay, do dịch COVID-19 lan tràn, nhiều gia đình không trang trí bên ngoài ngôi nhà. Tuy nhiên, người dân ở đây vẫn duy trì truyền thống của mình như một cách để động viên mọi người trong bối cảnh dịch bệnh u ám. Dọc khu phố Diger Heights, những ngôi nhà được trang hoàng lộng lẫy từ ngoài cửa với hàng chục ngàn bóng đèn nhấp nháy và hàng trăm đồ trang trí lớn nhỏ. Chúng tôi vừa quyết định trang trí Giáng sinh bất chấp COVID-19 và tất cả vì trẻ em, chúng ta cần điều gì đó lạc quan vào thời điểm này. Trong ánh đèn nhấp nháy, hình ảnh ông già Noel, người tuyết và tuần lộc khiến khu phố trở nên lung linh như thế giới cổ tích ngoài đời thực. Tôi cảm thấy không khí Giáng sinh bắt đầu lan tỏa khi tôi quên đi những gì đã diễn ra trong năm nay. Tôi đã phấn khích và có đầy niềm hy vọng cho năm 2021. Khung cảnh rực rỡ này đã góp phần tạo nên sự ấm áp cho mùa Giáng sinh và mang đến sự lạc quan cho mọi người. Dịch bệnh cũng đã khiến cho các em nhỏ không thể gặp trực tiếp ông già Noel do các lệnh hạn chế hay phong tỏa. Với mong muốn lan tỏa không khí Giáng sinh nhưng vẫn đảm bảo an toàn, một ông già Noel tại Tây Ban Nha đã có một phương cách độc đáo để gặp gỡ các em. Bé Aquabena 3 tuổi sống tại Alcorcón, Tây Ban Nha, không thể gặp trực tiếp ông già Noel. Nhưng em vẫn rất vui vì được xem ông già Noel trả lời lá thư của mình qua màn hình. Ông già Noel đang mang đến niềm vui cho Pena cũng như nhiều em nhỏ khác là một diễn viên hài tự do, anh Hector Fuentes. Anh đã sửa chữa một container cũ thành phòng quê nhỏ ngập tràn không khí Giáng sinh. Hỗ trợ anh còn có con trai và một đồng nghiệp. Vì ông già Noel không thể trực tiếp đến nhà các em như mọi năm, nên chúng tôi đã nghĩ đến cách sử dụng các ứng dụng như Zoom, Skype và các công nghệ khác để trả lời thư cho các em. Các gia đình liên lạc với anh Fuentes qua mạng xã hội và gửi cho anh lá thư của con họ. Sau đó, anh cùng nhóm của mình quay các đoạn băng hình trả lời. Đây cũng là cách để nhóm của anh xoay sở qua mùa dịch khi mà các chương trình biểu diễn đều bị hủy do dịch bệnh. Những hình ảnh dễ thương sau đây đến từ một vườn thú ở thủ đô Moscow của Nga. Chú gấu trúc khổng lồ Ruji khiến mọi người thích thú khi thể hiện kỹ năng võ thuật của mình trong lúc chiến đấu với một người tuyết
để dành bữa trưa. Do đang trong cơn đói nên Ruji làm mọi cách để đánh nhau với người Tuyết dành phần ăn. Kể cả sau khi ăn được cà rốt, Ruji vẫn không tha cho người Tuyết mà còn tiếp tục chiến đấu với những hành động rất đáng yêu và rất hài hước. Tiếp theo trong 60 giây. Hàng trăm kiện hàng nghi nhập lậu tuôn vào Đà Nẵng tiêu thụ dịp Tết. Bị xe tải cuốn vào gầm, một người đi xe máy tử vong tại chỗ. Công an thành phố Vinh vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy, hai đối tượng bị bắt giữ cùng số lượng ma túy cực lớn. Khoảng 21 giờ tối qua, tại đường 46C thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Công an thành phố Vinh đã phát hiện và bắt quả tang Hoàng Văn Tuấn, sinh năm 1978, trú Nghệ An, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ được bao gồm 10 bánh heroin, 2 kg ma túy đá, 2 kg ketamin, 4.000 viên ma túy tổng hợp, một con dao mẹo và một xe gắn máy. Đấu tranh mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Phượng, sinh năm 1969, trú tại huyện Thanh Chương, thu giữ thêm một bánh heroin, 1.000 viên ma túy tổng hợp và 20 kg pháo nổ. Các đối tượng này rất manh động và liều lĩnh, chúng dùng hung khí chống trả quyết liệt khi bị bắt giữ. Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Một lượng lớn hàng hóa nghi nhập lậu được vận chuyển trên tàu Bắc Nam đã bị Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tạm giữ. Hôm nay, Công an đã phân loại thống kê, mở rộng điều tra để xử lý số hàng lậu trên theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào chiều ngày 19 tháng 12, khi kiểm tra toa hàng đang bốc dỡ tại bãi quá trường ở ga Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện 106 kiện hàng, gồm các loại mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dụng cụ sửa xe, siêu ngoại nhập và hàng hóa tiêu dùng đủ chủng loại. Tiến hành xác minh, lô hàng trên có lịch trình từ Hà Nội vào Đà Nẵng và chủ đã bỏ lại hàng và không liên lạc được. Trong thời gian này, Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã yêu cầu Ban chỉ đạo 389 các bộ ngành địa phương tăng cường kiểm tra kiểm soát nhằm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Sáng nay, Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục lấy lời khai hai đối tượng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Vụ việc xảy ra vào tối ngày 18 tháng 12 trên đường Lý Thái Tổ. Hai đối tượng là Nguyễn Quang Sĩ, 40 tuổi và Đoàn Ngọc Cẩn, 33 tuổi, cùng trú tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 18 tháng 12, đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Buôn Ma Thuột yêu cầu Sĩ dừng xe để kiểm tra vì đối tượng điều khiển xe máy chở theo Cẩn và một người nữa, không đội mũ bảo hiểm, không xuất trình được các giấy tờ cần thiết. Sĩ cùng Cẩn còn chửi bới và xô xát với tổ công tác. Khuyến cáo người dân đó là khi tham gia giao thông thì phải chấp hành nghiêm cái hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Những trường hợp chúng ta không chấp hành hiệu lệnh dẫn đến cái việc cản trở chống đối thì những cái hành vi như thế này thì khi xác định được thì pháp luật sẽ xử lý rất là nghiêm minh. Sau khi được đưa về cơ quan làm việc, đối tượng Sĩ vẫn không chấp hành việc đo nồng độ cồn. Hiện Công an đã tạm giữ hình sự Nguyễn Quang Sĩ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Đoàn Ngọc Cẩn. Cũng tại Đắk Lắk, Công an huyện EAK hôm nay đã ra quyết định bắt tạm giam hai đối tượng là Trần Xuân Nhi, 40 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng và Mai Văn Lép, 29 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk. Cả hai bị điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, vào sáng ngày 11 tháng 11, Nhi và Lép đến phục trước cửa ngân hàng Vietcombank ở thị trấn EAK, huyện EAK. Đến 14 giờ cùng ngày, cả hai phát hiện chị Nguyễn Thị Ngọc, 35 tuổi, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, vừa rút tiền trong ngân hàng ra. Chị Ngọc bỏ tiền vào cốp xe máy, rồi chạy xe đến nhà một người quen ở xã EAK Mút. Cả hai bám theo. Khi đến nơi, Nhi vào hỏi chuyện nhằm đánh lạc hướng để Lép mở cốp xe trộm cắp tài sản. Sau khi lấy tiền, Lép giấu đi 100 triệu đồng. 100 triệu đồng còn lại, hai đối tượng chia đôi. Toàn bộ tài sản trộm cắp đã bị chúng tiêu xài hết. Được biết, cả hai đối tượng này từng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản. Chiều qua, tại xã Kiến An, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã bắt giữ hàng chục đối tượng đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền. Vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, Công an đã triển khai lực lượng xuống khu vực ấp Hòa Bình khi nhận tin từ người dân có nhiều đối tượng đang đá gà ăn tiền gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đã tháo chạy. 15 đối tượng bị bắt giữ ngay sau đó. Lực lượng chức năng thu giữ 10 xe gắn máy, 9 điện thoại di động và 60 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan khác. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
Bị xe tải cuốn vào gầm, một người đi xe máy tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ trưa nay trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 47C19084 lưu thông theo hướng từ thành phố Di An đi thành phố Thủ Dầu Một. Khi xe lưu thông đến gần ngã tư Mỹ Phước Tân Vạn, Thủ Hoa Quân, thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 63P100195 do một người đàn ông khoảng 45 tuổi điều khiển. Sau va chạm, xe máy cùng người đàn ông bị cuốn vào gầm xe tải khiến nạn nhân chết tại chỗ. Cũng trong thời gian này, chỉ cách hiện trường tai nạn một đoạn khoảng 200m, một vụ tai nạn giữa xe ben và xe máy khiến một cô gái bị cán nguy kịch. Nguyên nhân các vụ tai nạn đã được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, đến chiều nay, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 và còn tiếp tục mạnh lên. Dự báo bão số 14 có diễn biến phức tạp về cường độ và hướng di chuyển, ảnh hưởng đến vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang. Do kết hợp với không khí lạnh, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận sẽ có gió rất mạnh, có thể mạnh cấp 9. Vào 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão ở cách đảo Sông Tử Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 120 km về phía nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 23 tháng 12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển các tỉnh từ Sóc Trăng đến Cà Mau. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Để chủ động ứng phó với thiên tai, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang thông tin hướng dẫn cho hơn 46.600 tàu thuyền đang hoạt động trên biển thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Trong cuộc họp chỉ đạo sáng nay, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai nhấn mạnh các địa phương không nên chủ quan trong việc ứng phó áp thấp nhiệt đới vì còn diễn biến rất phức tạp. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây của chúng tôi. Xin chúc quý vị sẽ có buổi tối cuối tuần thật thoải mái để tạo năng lượng cho một tuần làm việc mới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.